Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về huyết áp, nguyên nhân và cách nhận biết huyết áp. Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu huyết áp là gì. Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch, và tăng huyết áp chính là áp lực của máu trên thành mạch cao hơn so với mức bình thường. Cụ thể là huyết áp tâm thu hay còn là huyết áp trên 140mm thủy ngân, và huyết áp tâm trương hay gọi là huyết áp dưới là trên 90mm thủy ngân. Chỉ cần một trong hai chỉ số này cao hơn so với mức bình thường như vậy là được coi là tăng huyết áp. Vậy chúng ta có mấy cách để chẩn đoán là mình bị tăng huyết áp. Đầu tiên, đo huyết áp tại phòng khám, đo ở khoảng 3 lần khác nhau đều trên 140/90mm thủy ngân, bạn được chẩn đoán là tăng huyết áp. Thứ hai là đeo holter 24 giờ. Với việc holter 24 giờ đo huyết áp của bạn ban ngày trên 135/85mm thủy ngân thì được coi là tăng huyết áp. Thứ ba là có thể đo tại nhà trong khoảng 5 ngày liên tục với huyết áp trung bình là trên 135/85mm thủy ngân, bạn có thể coi là tăng huyết áp. Thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta có khoảng 17 triệu người đang mắc huyết áp, trong đó một nửa là không biết mình mắc huyết áp, và trên 70% số người mắc huyết áp không điều trị hoặc điều trị không thường xuyên. Chính vì đó làm cho cái tình trạng bệnh lý huyết áp mất kiểm soát và gây ra những hậu quả trầm trọng lên các cơ quan nội tạng, đặc biệt là tim, thận, mắt. Vậy thì những nguyên nhân nào gây ra tăng huyết áp cho chúng ta? Có hai nguyên nhân chính gây ra tăng huyết áp. Đầu tiên là nguyên nhân thứ phát. Nguyên nhân thứ phát là gì? Chỉ có chiếm khoảng 10% trong số các bệnh lý tăng huyết áp, nhưng nó có những cơ quan mà những cơ quan đấy gây ra tăng huyết áp, và khi chúng ta thể điều trị những cơ quan bị bệnh đó thì có thể không cần thuốc huyết áp. Thứ nhất, những bệnh lý về thận như viêm cầu thận, suy thận, hội chứng thận hư, đó là những bệnh lý về thận. Thứ hai, những là bệnh lý về tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận là hai tuyến ở trên cực trên của hai quả thận của chúng ta. Tuyến này có tiết ra một loại hormone để điều chỉnh và kiểm soát được muối, nước và huyết áp của chúng ta. Thứ ba là những bệnh lý về nội tiết như suy giáp, cường giáp, đây là những bệnh lý về nội tiết cũng gây ra tăng huyết áp. Thứ tư là những bệnh lý phải sử dụng thuốc corticoid, dùng trong các bệnh lý như lupus ban đỏ, các bệnh viêm khớp dạng thấp, dị ứng các thuốc chống viêm, tránh thai, các hormone. Thứ năm là hội chứng ngưng thở khi ngủ, xảy ra là khi chúng ta ngủ có một giai đoạn chúng ta ngừng thở, điều đó làm cho huyết áp chúng ta trong lúc ngủ sẽ tăng vọt lên. Sáu là bệnh tăng huyết áp ở trẻ em và người trẻ, cái này thì thường là liên quan đến những bệnh lý bẩm sinh giống như là hẹp eo động mạch chủ. Khi chúng ta xử lý được nó thì huyết áp của trẻ em hoặc những người trẻ này sẽ trở lại bình thường. Hai, tăng huyết áp nguyên phát hay gọi là tăng huyết áp vô căn. Tăng huyết áp này thì vốn dĩ chúng ta không tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh của nó, thì người ta sẽ quy vào có những trường hợp sau đây. Thứ nhất là trường hợp những người cao tuổi. Những người cao tuổi thường trên 45 tuổi thì đã được khuyến cáo là nên thường xuyên đo huyết áp hàng ngày. Chế độ ăn uống, những người có chế độ ăn mặn, ăn nhiều đường, nhiều chất béo dễ gây ra những bệnh tiểu đường hay rối loạn lipid máu. Đây là những nguy cơ dẫn đến cái tăng huyết áp. Thứ tư là những người ít vận động, lười vận động. Năm là những người căng thẳng, stress, gặp nhiều lo âu trong cuộc sống, trong công việc. Trên đây là tôi đã chia sẻ với các bạn cách chúng ta có thể nhận biết được mình có tăng huyết áp hay không, và nguyên nhân chính gây ra bệnh tăng huyết áp. Tôi là bác sĩ Đông.